biết hơn trên phần mà cửa xe số lắc chỗ mà cái chốt đầu rồi operating principle. Trên đó đó dưới cái này có à? Mà đi thi thì mới thấy cái nào phải thì mình sẽ tổng hợp được cái vector động lượng, thì cái tổng vector động lượng này thì cái đường này nó sẽ tương đối so với cái con quay nữa. Nên còn cái mà cái góc alpha này thì nó sẽ thay đổi được một cái góc alpha này thì nó có thể thay đổi cái này có thể hay mình nói là cái này cái kim diệm tăng này đó thì nó có thể ổn định cho cái quả cầu nó giữ đúng là diệm tăng của cái chậu đa bàn. Nó thì có tác dụng là hạn chế cho nó lắc chứ nó vẫn giữ cho này nó lắc ngang khi cái thật ra là quả cầu quay nó đi lên trên cái mặt mặt trên trời đó. Thì thật ra là moment động lượng nó thay đổi rồi, mà bây giờ là góc kẹp nó thay đổi thôi, thì là nó chỉ chạy lên chạy xuống quanh cái đường, nó chạy xuống của cái đường thôi chứ nó không có đi ra bên này. Chỉ có chạy lên chạy xuống hoặc là quay quanh cái cột cố định thôi. Ủa em giải thích cho các bạn thỏa mãn thôi. Em sẽ tự làm nhắm. Thỏa mãn sao? Những bạn thì không phải là thỏa mãn nhắm. Nhắm mắt còn sao? Thế mình nghĩ đơn giản đó nha, là cái này nó theo quy tắc này, nên khi mà cộng trừ vector kết hợp tổng hai vector moment động lượng đó thì nó sẽ có một moment động lượng lớn, thì khi mà các bạn nghĩ đi, khi mà nó chỉ kẹp ở cái một góc alpha có thể thay đổi được thì cái hướng chỉ của nó sẽ ổn định hơn, giảm được cái sự chỉ đi của cái moment động lượng sẽ ổn định hơn. Sao? Không, bây giờ mình thử tới thay đổi góc kẹp như này thì cái vector tổng hợp chỉ chạy lên chạy xuống thôi chứ nó đâu có như thế này. Góc kẹp. Bây giờ cái góc là thứ nhất là nhìn từ đây hai con quay này nó có nằm cùng hướng không? Không. Tại sao nó lại nằm 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 song song với nhau vậy? Song song thì chả có tác dụng gì. Cái thứ nhất. Không. Thứ hai là nó có dùng một cái chữ gì? Sắp xếp. Ok. Sau đó để đảm bảo được cái gì đó. Các bạn đã nói rồi,
Ok. Tóm lại là cấu tạo như thế này, nó có thể thử được sai số gì? Lắc. Sai số lắc của con quay. Được chưa? Còn nếu mà muốn sâu xa hơn nữa đó, để mình chế tạo cái thằng này mà đúng với cái mong muốn á, thì mà lý thuyết á, thì công thức này, cái hát tổng hợp này nó phải theo một cái copy, nhớ không? Cái mẫu lý thuyết. Đúng. Thì nó phải biến đổi làm sao? Mà khi có tàu lắc thì hai thằng này nó phải mở ra mở vô về để thằng này nó lớn. Đại ra thì vô về làm sao nó tuân thủ theo cái lý thuyết mà học. Cái gì á? Copy. Copy á. Được chưa? Thì việc đó là nhà chế tạo người ta phải nghiên cứu để người ta thả bảo được đó. Mình không cần nghĩ sâu. Cái đó là chế tạo này học nguyên lý thôi. Nguyên lý là làm sao tổng hợp của vector tổng hợp nó phải thay đổi theo một quy luật để nó thử được sai số lắc. Được chưa? Và cái việc thay đổi nó như thế nào thì nhà chế tạo người ta làm. Người ta tính toán làm sao đó, cái góc mở như thế nào phù hợp với kết cấu ở đây này. Nó thay đổi như thế nào thì luôn. Có ai hỏi nữa không? Ngoài trong cái mà cái chỗ mà tiếp cận giữa cái shadow với lại cái đó đấy là 5 độ là nhảy xuống dưới phải không? Rồi lên những cái 5 độ thấp đây 5 độ ở đây thì nó bắt đầu thì mình muốn không biết cái chỗ 5 độ đó là nhảy phút cài đặt cảm hay là cái đó mình phải tự cài đặt vào nếu cài đặt vào thì cài đặt cảm nào còn độ một chỗ là tức là cái phần đang 2-10 đó variation là độ lệch điện từ hay là độ lệch riêng? Variation trong lớp bản từ ấy. Hình như deviation là độ lệch riêng, variation là độ lệch riêng. Và độ lệch điện từ người ta khảo sát trong vòng một khoảng bao nhiêu năm rồi này? Lấy từ Netflix. Trên Netflix có độ lệch điện từ. Mình trả lời cái câu hỏi đầu tiên của bạn Châu đó là cái giới hạn cái cài đặt cái báo động giới hạn độ lệch đó thì mình không có thấy nhà sản xuất có đề cập là khi mà cái thiết bị mới mình mua về người ta có cài đặt sẵn cho mình hay không. Nhưng mà theo mình đó thì đối với cái thông số này đó, thì sẽ tùy thuộc vào cái cũng giống như là tùy thuộc vào cái hành trình cũng như là những cái hoạt động ở trên tàu thì mình sẽ cài đặt cái báo động phù hợp. Thì đối với cái quy trình này
Ở đối với chương trình này thì như bạn đã biết thì mình còn mấy năm thì ship F2 để vào mọi đồng hồ setting đấy. Thì mình sẽ chọn ship F ship F2 để cài đặt cái giới hạn, cái báo động giới hạn này. Ví dụ như chạy trong luồng thì cài cho nó bé lại, chạy chỗ nào rộng rộng thì cài nó lớn thì cũng được. Ở đây thì người ta có giới thiệu chi tiết cho bạn về cái việc cài đặt cái báo động khi mà nó cùng cái đồ lạc á. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái việc kích hoạt cái báo động này, và phía dưới là sẽ cài đặt cái giới hạn cho các bạn báo động. Châu hài lòng với con cái này chưa? Dạ vâng. Còn cái bao nhiêu sản ta nói cái đấy xong cái chung vậy à? Đúng rồi, ô đau một chân đi. Đương nhiên nói một cùng một bằng hai. À đúng rồi, một cùng một bằng hai. Chung cái gì nó bị phê cận.